100 danh từ vừa đếm được vừa không đếm được trong điểm thi đại học. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái từ là strength. Cái từ này khi là một danh từ không đếm được ha thì các bạn sẽ dịch là sức mạnh nha, là sẽ dịch là sức mạnh đúng không nào? Đó, sức mạnh hay là sức khỏe tốt đúng không? Sức mạnh, sức khỏe tốt. Đó. Thí dụ như là sao ta? À, bạn Tom là một cái người mà đàn ông ha, có sức khỏe rất là tốt, sức khỏe rất là tốt ha. Tom is a man of great strength. Tom is a man of great strength. Thì khi đó bạn thấy cái từ strength này bạn là danh từ không đếm được ha, không có n về trước, bạn dịch là Tom là người đàn ông mà có sức khỏe rất là tốt. Ok, tại sao mình biết vậy ta? Bởi vì mình thấy là nó làm gì đó, xe hơi bị hư đúng không, cái nó xuống xe ha và nó làm gì, nó đẩy chiếc xe luôn ha mà không cần dùng hết sức lực của nó mà chiếc xe vẫn chạy đó. Tom rất là quái vật đúng không nào, nó đẩy nguyên chiếc xe hơi luôn không cần dùng hết sức lực của mình nhưng mà xe vẫn chạy đó. Tại sao mình biết rằng Tom is a man of great strength? Because đó, because bởi vì đúng không nào, he doesn't need to push against the car with all his strength, because he doesn't need to push đúng không nào, bạn đẩy chiếc xe hơi đi đó, against the car with all his strength. Thì khi đó bạn thấy ha, đây là một sách thái nghĩa khác của cái từ strength. Cái từ này bạn dịch là cái gì ta, cái sức mạnh đúng không nào, cái sức lực à, sức lực, trường hợp này mình dịch là cái sức lực ha. Sức lực tức là sao, nó khỏe lắm bởi vì mình thấy nó có thể đẩy chiếc xe hơi đi mà nó không cần đẩy hết với tất cả sức lực của nó, tức là dùng chỉ cần 5% công lực thôi đúng không nào, là có thể đẩy được chiếc xe hơi bay đi rồi. Còn trong khi đó từ strength ở trên thì bạn dịch là hàm ý là sức khỏe tốt ha. Thì cái hai trường hợp này bạn được dịch là danh từ không đếm được đó. Ok, nên bạn không có ở ngoài trước ha, on và không có s ngoài sau nè đúng không nào. Ok rồi, à cái từ strength này khi là một danh từ không đếm được, ngoài cái từ là sức mạnh hay sức khỏe tốt ra thì các bạn đôi khi các bạn còn dịch là cái sức ảnh hưởng nữa nha. Cái sức ảnh hưởng, bạn có từ influence gì đó, cái sức ảnh hưởng ha. Thí dụ như là đừng có xem thường cái sức ảnh hưởng của công chúng đúng không nào, cộng đồng mạng đó rất là mạnh đúng không nào, tiếng nói rất là mạnh ha, cái vấn đề gì đó mà đưa lên mạng một cái thôi đúng không, cái bắt đầu nó viral, nó lan truyền nhau thì đó trở thành một cái đề tài bàn tán xã hội và pháp luật phải nhảy vào liền đấy, không có đùa đâu, đừng có xem thường mà cái sức ảnh hưởng ha của cái cộng đồng đấy, ý tôi nói như vậy. Don't underestimate the strength of public opinion. Ok ha, đừng có xem thường cái ý kiến của cái cộng đồng đấy, don't underestimate. Bạn có cái từ là xem thường ha, underestimate. Ok, the strength thì trong trường hợp này bạn dịch là cái sức mạnh cũng được, nhưng mà chính xác hơn cái hàm ý, nếu như bạn không hiểu đôi khi bạn làm không có đúng cái câu bài đọc của người ta. Đừng có đánh giá, đừng có xem thường cái mà strength of public opinion. Ok, thì khi đó cái từ strength bạn dịch là cái sức ảnh hưởng ha, khi đó cái từ strength đây bạn dịch là cái sức ảnh hưởng, đừng có xem thường sức ảnh hưởng của cộng đồng. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái từ strength nhưng mà là danh từ đếm được, thì khi đó các bạn sẽ dịch nó là cái điểm yếu nha, điểm yếu, điểm yếu, điểm mạnh đó, điểm mạnh, điểm yếu ha. Trường hợp này mình dịch là điểm mạnh chứ nó sẽ ngược với cái từ điểm yếu, và điểm yếu bạn có từ là weakness, và khi đó cái từ strength và weakness đều đếm được hết. Ok, ví dụ như là cái bài thi nè, cái bài kiểm tra này ha, nhằm mục đích là cho mình thấy được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào. Ok, the test shows the strengths and weaknesses of the students. Ok, the test shows the strengths của S ha. Đấy, and weaknesses. Đấy, and weaknesses. Oops, my bad ha. Of the students. À, thì khi đó mình thấy bài test này nó mục đích nhằm thể hiện được cái những điểm mạnh và những điểm yếu của sinh viên, học sinh ha. Thì khi đó cái từ strength và từ weakness bạn đều có S, và dĩ nhiên trường hợp là ES ha đều được hết vì đây là danh từ đếm được. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái từ tiếp theo success.
Rồi, bây giờ cái từ success này vừa là một danh từ không đếm được, vừa là danh từ đếm được ha. Khi nó là một danh từ không đếm được, các bạn dịch là sự thành công đó. Cái này ai cũng biết đúng không nào? Ví dụ như là công ty của chúng ta đó đã nhìn thấy rất là nhiều thành công trong năm nay. Mình bảo rằng là our company has had lots of success this year. Okay, lots of. Sorry, công ty chúng ta đúng không nào? Our company. Company has had lots of success this year. Ok, công ty chúng ta năm nay thì đã có rất là nhiều thành công. Thì khi đó bạn thấy nhiều ha. Nhưng mình, oops, my bad. Khi đó bạn thấy nhiều ha. Nhưng mình sẽ không có thêm ES chỗ này đâu. Bởi vì đây là một danh từ không đếm được. Và bạn dịch là sự thành công. Còn khi nó là một danh từ đếm được ha. Khi nó là một danh từ đếm được. Thì các bạn sẽ dịch là người thành công ha. Người thành công tức là ai đó thành công thì họ cũng là một cái success, danh từ đếm được nha. Bây giờ là người thành công hoặc là một cái vật thành công, một cái vật thành công thực chất mình phải hiểu đó là thành tựu đó, hình dung ha. Mình nói vật để các bạn dễ hiểu, mình sánh người và vật đi chung, mình thường nói như vậy ha. Nhưng mà vật thành công ý chính xác hơn mình dùng thành tựu. Thí dụ như là gì ta, à Tom đó, nó là một cái người thành công trong lĩnh vực marketing đúng nào, trong cái phòng marketing. Thì bạn bảo rằng Tom is a success at marketing. Tom is a success đúng không nào? Tom là cái người rất là thành công ha trong lĩnh vực là marketing đấy. Ok, marketing. Ok, marketing tiếp thị á ha, quảng cáo bán hàng đó. Thì trường hợp này bạn thấy từ success bạn lại có ờ ngoài trước, bởi vì đây là một danh từ đếm được. Hoặc là cái buổi tiệc đi mình tổ chức ha, và nó rất là thành công hoành tráng luôn, rất là nhiều người tham gia và họ rất là vui này kia và được lên báo luôn chẳng hạn. Thì bạn bảo rằng là the party was a huge success. Ok, the party. Ok ha, was a huge success. À, cái buổi tiệc này là một cái thành công rất là lớn, một thành tựu của chúng ta năm nay đó. Thì trong trường hợp đó cái từ success bạn có ở trước được, bởi vì đây là một danh từ đếm được ha. À, cái từ success này bạn cẩn thận với giới từ của nó nha. Ví dụ nhìn bảo rằng là gì đó, cái thành công của cái chiến dịch này đi, thì khi đó bạn phải dùng cái từ success này bạn cộng với cái từ là of something đó, thành công của cái gì đó đúng không nào, thành công của cái gì đó ha. Thì bạn phải hiểu rằng là success of something. Ok, ví dụ như là gì ta, cái thành công của chiến dịch này nó đã phụ thuộc rất là nhiều vào vào những người tình nguyện viên, tức là nhờ họ thì mới thành công được. Ok ha, những chiến dịch mùa hè xanh này kia đó, nếu như không có tình nguyện viên làm sao mà có thể thực thi được đúng không nào. Ok, so bạn sẽ bảo rằng the success of this campaign depends heavily on the work of volunteers. Ok, the success of this campaign, ok ha, của cái chiến dịch này đúng không nào, depends heavily on the work of the volunteers. À, nếu như không có những volunteers thì sẽ không thể nào mà thành công được đâu. Thì đấy, thì trường hợp này bạn thấy không có từ success, bạn sẽ cộng với từ là of về sau ha. Tuy nhiên, cái từ success này bạn lại cộng với từ là in, vậy mới ghê chứ đúng không nào? Bạn lại cộng với từ là in. Đó, in, nhưng mà thường ngoài sau in sẽ cộng với verb in. Thì khi đó cái từ success thành công ở đây nè, bạn cộng in cùng verb in, thì khi đó bạn dịch hàm ý là thành công trong cái việc làm gì đúng không nào. Đó, bạn thành công trong cái việc làm gì đó. Thí dụ như là gì nào, à bạn làm thế nào để có thể giải thích được cái sự mà thành công trong việc là bạn chiến thắng được cái hợp đồng này không, tức là có rất nhiều đối thủ đang ngắm nghía tranh giành hợp đồng này đúng không nào, nhưng bạn đã lấy được nó về cho công ty ha. Thì bây giờ bạn có thể nào mà giải thích được tại sao bạn lại thành công trong cái việc là giành được hợp đồng này không? Thì bạn sẽ tiếng Anh rằng là how do you explain the success in winning the contract đó. How do you explain the success, à thì khi đó bạn dùng với từ là in ha. Đó, oops, in the winning this contract, winning, ok ha, this contract. À, bạn có thể nào mà giải thích được rằng tại sao thành công như vậy, giải thích cái sự thành công trong cái việc làm gì đó. Thì cái từ success ở đây bạn cộng với từ là in nha, cộng với từ là in chứ không phải là of nữa nha. Ok, và in này thường bạn sẽ cộng verb in ha, thành công trong cái việc làm gì đó. Còn là thành công của một cái gì đó khác biệt ha, thành công của đó, thành công của một cái gì đó.
còn đây là thành công trong việc làm gì đó. Đó, thành công trong việc làm gì đó, góp ý. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái từ là sugar. Cái từ sugar này ai cũng biết ha, nhưng mà có biết rằng nó là một danh từ có thể đếm được luôn không? Trước hết là danh từ không đếm được đi, thì các bạn dịch là đường. Đường là đường, nói chung chung á, là cái chất mà ngọt mà bạn bỏ vào nước uống để bạn làm cho nước nó ngọt hơn, đúng không nào? Thì đó là đường. Đó, đường. Thí dụ như là bạn có uống cà phê đó, bạn uống cà phê đó, bạn có uống cà phê với đường không? Đó, mình hỏi tiếng Anh như thế nào ta? Ừ, đúng rồi. Do you take sugar in your coffee? Do you take sugar in your coffee? Tức là bạn có muốn mà uống đường cho vào cà phê của bạn không? Uống cà phê với đường không? Thì khi đó bạn dùng cái từ sugar này với hàm ý là một danh từ không đếm được, bạn sẽ không có ảnh gì hết. Còn trong khi đó thì cái từ sugar này là một danh từ đếm được ha, thì khi đó bạn dịch làm cái muỗng đường. À, một muỗng đường, hai muỗng đường đó, bạn đếm được đúng không nào? Thì khi đó bạn dịch là một cái muỗng đường. Ví dụ như là gì ta? Nè, bạn muốn uống bao nhiêu muỗng đường, tức bạn muốn bỏ vào bao nhiêu muỗng đường đó, thì bạn bảo rằng là how many sugars. À, vậy mới ghê ha. How many sugars do you take? Đấy, how many sugar do you take? Thì khi đó cái từ sugar này bạn thêm s được, thì hàm ý là bạn muốn bỏ vào bao nhiêu muỗng đường, đúng không nào?